Vào năm 2012, một người đàn ông vô gia cư đến từ Ireland tên là John Ban đang xin ăn tại địa điểm quen thuộc trên cầu O'Connell thì một người đàn ông bước đến gần, giật con thỏ cưng Bunny ra khỏi tay anh ta và ném nó sang một bên của cây cầu. Anh chàng này thực sự không có động cơ nào khác ngoài việc hãm hại thú cưng của John, và mặc dù cây cầu cao khoảng 8 mét rõ ràng là một độ cao rất nguy hiểm để rơi xuống, John không chút do dự ngay lập tức nhảy xuống nước. Khi những người xem đang hồi hộp theo dõi, John cố gắng giữ lấy Bunny trước khi tiến đến mảnh đất dưới cầu. Trước sự kinh hoàng của anh, trái tim của con thỏ đã ngừng đập, nhưng không chịu bỏ cuộc, anh bắt đầu thực hiện hồi sức bằng miệng và mũi, và nhờ phản ứng nhanh chóng của mình, Bunny cuối cùng đã được hồi sinh. Mặc dù kẻ cố giết Bunny, một gã tên Gary, có ý định làm tổn thương người đàn ông vô gia cư bằng cách cướp đi người bạn thân nhất của anh ta, nhưng cuối cùng điều đó lại gây phản tác dụng với anh ta. Trong một hành động nhân quả nhanh chóng, hành động anh hùng của John đã ngay lập tức mang lại cho anh một giải thưởng từ một tổ chức từ thiện động vật, cũng như thức ăn và sự quyên góp từ người dân trên khắp đất nước. Bản thân Gary, người đã từng có 138 tiền án ở tuổi 20, sau đó cũng bị kết án 4 tháng tù vì hành động của mình.